Xin chào tất cả các bạn và bà con. Thì hôm nay quay trở lại với cái chủ đề là cái hoa cúc chậu các bạn. Thì nay muốn quay chia sẻ với các bạn là ở trại hợp là đã nhân giống ra và đã cho lên chậu rồi các bạn. Thì hôm bữa ở đây là nhân giống ở khu vực này. Thì nhân giống là như thế này đây các bạn. Tức là khi mà cái cây nó lớn như thế này thì bấm cái nhánh này, rồi sau đó chúng ta đem dăm vào giá thể, rồi khoảng tầm 5 đến 10 ngày thì cây nó bắt đầu ra rễ và nó phát triển như thế này, và nó cho chúng ta ra cái loại cây thế hệ F1 đó. Mà khi mà nó ra rễ đầy đủ như thế này rồi, trong giá thể rồi, thì bắt đầu là cho vào chậu. Thì ở đây là ở trại hợp là đang triển khai trồng được khoảng hơn 100 chậu rồi các bạn. Thì để hợp quay cho các bạn xem. Đây. Thì đây là cái toàn bộ cái số cây F1 đã nhân ra và đưa vào chậu. Thì tất cả đã đưa lên trên giàn rồi các bạn. Một dãy như thế này là 55 chậu, thì được hai dãy rưỡi, thì đâu đó khoảng tầm là 120-130 rồi. Thì khi mà nhân giống được cái cây F1 này, cái cây F1 này nó phát triển rất là tốt các bạn, tức là trồng nó tỷ lệ nó đạt hầu như là tới 90%, 90%. Đâu đó vẫn có những cái cây nó bị chết, nhưng mà số lượng nó rất là ít. Các bạn có biết vì sao mà ở ở trại hợp là cho chậu lên giàn không? Thì vì lý do là cái vùng này là cái vùng nó hay bị ngập lụt các bạn. Tức là thường là rơi vào tháng tháng 10, tháng 11 hàng năm thì nó hay có lũ lụt. Mà khi mà lũ lụt tới thì so với mặt đất thì nó sẽ lụt, có năm đỉnh điểm nó lên tới ở vị trí là gần bằng nửa cái chậu này các bạn, nó cao gần bằng nửa cái chậu này, cho nên là bắt buộc phải đưa lên giàn các bạn, đưa lên giàn. Thì do điều kiện nó vị trí nó nơi nằm ở với ngập lụt, cho nên là phải mất thêm một cái công đoạn đó là làm giàn. Và trồng khi mà trồng trên trên giàn này như thế này thì nó rất là mất diện tích các bạn, rất là mất diện tích đó. Thì ở đây bạn nào mà cũng có cái trường hợp giống như ở trại hợp thì các bạn có thể tham khảo cái cách mà làm giàn để chậu lên như ở trại hợp làm, thì các bạn có thể tham khảo đó. Thì hai bên là hai cây cột đó. Cột này cao khoảng tầm 50 các bạn, 50 50 60, sau đó gác một cây đào vào, và trên cây đà này thì để hai cái cây thanh sắt vuông ba để mà đỡ hai cái chậu, đỡ cái chậu. Thì một 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 dãy như thế này là bố trí hai hàng. Thì khi mà sắp chậu thì chúng ta cố gắng là để vị trí so le như thế này để cho sau này chúng ta tiện chăm sóc, tiện phun thuốc hoặc là lạc bông rồi gì đó, tưới nước chẳng hạn. Thì chia sẻ với các bạn như vậy, thì cập nhật cái tình hình hoa cúc chậu cho các bạn. Ở đây vẫn có những cái cây này nó bị gãy các bạn hả, gãy nhưng mà nó vẫn nứt mục lên nha. Rồi còn khi mà nhân cái đợt giống F1 lần đầu thì cái cây F0 ban đầu nó đã tới ngày hôm nay nó đã nứt nứt nhánh rồi các bạn.
khi mà ngắt ngắt ngọn như thế thì nó một cây nó cho ra chúng ta được 2 đến 3 nhánh, 2 đến 3 nhánh thì sắp tới là khoảng vài ngày nữa thôi thì là ở trại Hợp cũng bắt đầu là bấm cành để tiếp tục mà dăm cho đến khi nào nó đủ số lượng mà thôi. Thì ở đây thì cũng đã chuẩn bị sẵn giá thể rồi. Đâu đó khoảng tầm là hơn 5.000 cây. Thì giá thể ở đây là chuẩn bị sẵn rồi các bạn. Đây. Một vỉ như thế này là 112 lỗ, tức là được 112 cây. Đó. Thì đã chuẩn bị sẵn rồi. Còn ở đây thì cũng đã tiến hành là trồng vàng thọ để mà lấy giống. Thì cái này cũng dăm được 9 chậu rồi các bạn. 11 chậu, kể luôn mấy chậu này mới dăm luôn. Thì cũng lấy giống khi mà chúng ta nó lên cỡ tầm trung được 10 15 đến 20 phân thì chúng ta ngắt ngọn để cho nó nứt nhánh. Nứt nhánh để chúng ta lấy giống. Thì đó là cái tình hình mà làm hoa cúc cúc chậu để phục vụ Tết trong năm nay ở trại Hợp là như thế. Còn chậu thì vẫn đúc liên tục, số lượng vẫn chưa đủ các bạn. Thì đúc tới đâu làm tới đó. Còn bên đây là gà. Quay cho các bạn xem. Với lại cam thì bữa nay nó bắt đầu nó chín rồi các bạn, nó chín la ra rồi các bạn. Nói chung là đối với cái vườn cam này thì không thuốc trừ sâu, không thuốc bảo vệ thực vật, không thuốc kích thích tăng trưởng. Cho nên là nó cho cái cam nó rất là ngọt nước các bạn. Cũng đã ăn thử rồi. Cơm này nó rất là chất lượng, nói chung là cơm cơm sạch. Bạn thấy không? Chùm như thế này nó rất là đã. Sẵn tiện quay luôn chia sẻ với các bạn như vậy. Còn cái khu gà thì bữa nay khi mà trồng bông thì bắt đầu rào lại các bạn, gom cái gà lại chứ không là nó leo lên giàn này nó phá bông các bạn. Thì gom lại thì sắp tới cánh đồng này nó gặt thì sẽ cho gà nó ra này là cho nó ăn, mục đích là cho nó săn chắc thịt lại. Và thứ hai nữa là khi mà nó ăn vào đồng như thế này thì nó rất là đỡ tiền thức ăn, đỡ tiền thức ăn. Với lại rồi này cho nó bắt cào cào mấy loại côn trùng để cho nó ăn, nó cho nó nhanh lớn. Chia sẻ với các bạn như vậy. Thì khi mà làm giàn như thế này thì như thế này đã hoàn thành rồi các bạn. Từ mặt đất cho đến trên không, tức là mặt đất thì đã trải bạt. Trải bạt với mục đích là thứ nhất là ngăn chặn cỏ nó lên, và thứ hai nữa là nó khi mà chúng ta tưới nước thì nó sẽ ít thấm vào trong trong đất này. Nó giảm được cái việc lún lầy khi mà chúng ta vận chuyển xe rùa hoặc là đi lại. Rồi thì bóng đèn thì nay cũng đã bắt rồi, thì bố trí khoảng tầm 2 mét một bóng bóng đèn. Cứ mỗi dãy là một cứ mỗi dãy là một dãy đèn. Sắp tới thì sẽ tiến hành là làm tiếp cho nó đầy cái khu đất này. Thì những khoảng đất trống như thế này còn lại khoảng tầm là 4 dãy như thế này nữa, khoảng tầm là 4 dãy nữa. Thì đối với cái chậu này thì số lượng cũng sắp đủ rồi. Vì ở đây trại Hợp là làm chậu thì cũng có rất là nhiều size. Size này là size nhỏ nhất. Size này size trung bình, và có cái loại size lớn hơn, đó là cái
to gấp đôi cái chậu này các bạn. Đó. Để cho phục vụ cho tất cả các loại đối tượng. Thu nhập trung bình cũng có thể mà chơi được. Rồi video đến đây cũng đã khá dài. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chúc các bạn một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.